kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Con Tum đã thu hồi và hoàn thành điều chỉnh 474 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án tổ hợp thương mại vui chơi giải trí và nhà phố do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Trước đó, thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dự án trên có thời hạn lâu dài là không đúng quy định Luật Đất đai năm 2013 việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm điều chỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, các giấy chứng nhận này đã được thu hồi, điều chỉnh lại thời gian cấp lại có thời hạn lâu dài theo thời gian dự án và đã bàn giao lại cho chủ đầu tư. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2022, quá trình triển khai dự án trên tại tỉnh Con Tum, các sở ngành, đơn vị chuyên môn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum đã để xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện nhiệm vụ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá là sai, phải giao cho Sở Tài chính, vi phạm luật quản lý sử dụng tài sản công. Mặc dù dự án đang triển khai chưa hoàn thành, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Con Tum thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất, tự ý tách thửa diện tích 71.668m2 thành 474 thửa đất, gồm các lô đất thương mại, biệt thự, liền kề. Theo đó, 474 thửa đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn lâu dài là không đúng quy định luật đất đai năm 2013 và nghị quyết số 43-2014 của chính phủ. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Con Tum cho biết, đơn vị đã tiến hành khắc phục các nội dung theo kết luận của thanh tra chính phủ. Về kết quả xử lý trách nhiệm liên quan tới vụ việc này, đơn vị sẽ có nội dung trả lời cụ thể cho báo chí khi có ý kiến của lãnh đạo ngành và địa phương. Dự án tổ hợp thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, có diện tích gần 18 hecta tại phường Trường Trinh, thành phố Con tum. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1.700 tỷ đồng, khởi công vào năm 2019, dự kiến đi vào hoạt động năm 2020. Trong đó bao gồm các công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp với khoảng 150 tới 200 phòng khách sạn, 230 căn chung cư, 410 căn nhà ở liên kế, 60 căn biệt thự các công trình công cộng như trung tâm hội nghị, trường mẫu giáo, tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí, thể thao, quảng trường, công viên cây xanh. Hiện tại, dự án đang bị tạm đình chỉ thi công, hạng mục xây dựng phải tạm dừng đã có dấu hiệu xuống cấp, cỏ mọc ung tùm. Trong khuôn viên 18 hecta đất của dự án, có một số hạng mục đã được xây dựng phía ngoài mặt đường, còn lại là phần đất để trống. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa phát đi thông báo đang kiểm tra xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm, qua kiểm tra xác minh bước đầu, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng sinh ngày 29 tháng 10 năm 1981 căn cước công dân số 0010 810 08 999 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 17 tháng 5 năm 2023, quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thường trú tại phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chỗ ở trung cư FLC số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Để phục vụ công tác kiểm tra xác minh, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Tại quyết định truy tìm này, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác hiện không rõ đang ở đâu, nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra xác minh vụ việc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hương Đạo, quận Hoàn Kiếm, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm Đặng Tất Thắng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phòng 4 theo địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh điện thoại 0693 336 068 0693 336 603 Ông Đặng Tất Thắng là thạc sĩ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại Đại học Nottingham Anh. Ông bắt đầu làm lãnh đạo tại FLC từ năm 2014 với vị trí phó tổng giám đốc phụ trách mảng đầu tư phát triển dự án của tập đoàn FLC. Trong mảng hàng không, ông Thắng cũng chính là người dẫn dắt Bamboo Airways từ những ngày đầu thành lập, năm 2018 đến nay. Dưới sự điều hành của CEO này, Bamboo Airways đã có sự phát triển thần tốc khi sở hữu đội bay gần 30 chiếc và cũng là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam vận hành máy bay thân rộng. Ông Đặng Tất Thắng được bổ nhiệm làm chủ tịch FLC và Bamboo Airways sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt hồi cuối tháng 3 năm 2022, hồi cuối tháng 7 năm 2022, ông Đặng Tất Thắng xin thôi mọi chức vụ tại tập đoàn FLC và Bamboo Airways với lý do cá nhân sau 8 năm gắn bó. Thời điểm đó ông Thắng đang làm phó chủ tịch FLC và chủ tịch, tổng giám đốc Bamboo Airways. Diễn biến trước đó đầu tháng 4 năm 2024, Sacombank đã gửi văn bản đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên Thắng Đặng nhiều lần đăng tải thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank. Theo Sacombank, trên trang Facebook Thắng Đặng có đăng tin rằng ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia vào hoạt động rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thịnh Phát cùng một số thông tin khác. Sacombank khẳng định những thông tin này hoàn toàn bịa đặt và vu khống nhằm bôi xấu lãnh đạo ngân hàng. Ngân hàng Sacombank cũng nhấn mạnh rằng ông Dương Công Minh hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và không bị cấm xuất cảnh như thông tin trên trang Facebook Thắng Đặng đã lan truyền. Sacombank cho biết trang Facebook này đã nhiều lần đăng tải các thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo của mình và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Quyết định của thanh tra tại buổi họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 23 tháng 5, ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó Tránh Thanh tra Xây dựng thành phố Thủ Đức đã trả lời các vấn đề liên quan đến công trình xây dựng sai phép hơn 1.000 m2 ở địa chỉ số 41 đến 49 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Ông cho biết, công trình này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp phép xây dựng. Phó Tránh Thanh tra Xây dựng thành phố Thủ Đức cho biết thêm, cơ quan này đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm ngay khi phát hiện vụ việc Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư. Ông Cao Đoàn Việt Hùng thông tin, Ủy ban nhân dân phường An Phú đã làm việc với chủ đầu tư và chủ đầu tư cũng nhìn nhận được sai phạm của mình. Họ cam kết tháo dỡ diện tích xây dựng sai phép trong vòng 30 ngày. Hiện tại, Ủy ban nhân dân phường An Phú đã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo phường, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng, lực lượng công an để túc trực tại hiện trường. Những hạng mục sai phép đã được tháo dỡ từ chiều ngày 23 tháng 5. Phó Tránh Thanh tra thành phố Thủ Đức nhấn mạnh, các lực lượng kiên quyết không để người ngoài vào công trình mà chỉ cho công nhân vào trong để thực hiện tháo rỡ. Thành phố Thủ Đức kiên quyết không để công trình sai phép được đưa vào sử dụng. Ông Cao Đoàn Việt Hùng làm rõ thêm, do chưa đưa vào sử dụng, các cơ quan chưa xác định được công trình này có hoạt động sai công năng ban đầu hay không. Theo đúng giấy phép xây dựng, công trình nằm ở địa chỉ số 41, 49 An Phú là nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không được hoạt động các hình thức kinh doanh khác. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, công trình trên có diện tích xây dựng sai phép khá lớn với hơn 1.000 m2, do đó thành phố Thủ Đức cần tiếp tục có thông tin chính thống về vụ việc trong thời gian tới. Cận cảnh dự án ngoan cố sai phạm. Theo ghi nhận, công trình nằm tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thi công vượt tầng, vượt quá mật độ xây dựng cho phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Công trình có địa chỉ tại 41 49 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Theo giấy phép xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp ngày 18 tháng 3 năm 2024 cho bà Nguyễn Diệp Anh. Công trình này là nhà ở riêng lẻ gồm 3 phần công trình. Công trình 1 có diện tích hơn 760 m2, 3 tầng. Công trình 2 có diện tích hơn 390 m2, 1 tầng. Công trình 3 có diện tích hơn 285 m2, 1 tầng. Tuy nhiên, có thể thấy sự khác biệt từ hình ảnh bản vẽ của giấy phép xây dựng và công trình thực tế, chủ đầu tư không chia ra từng khu vực của các công trình 1 2 3 mà xây liền khối. Vị trí sân ở giữa đã được bao trùm bởi tòa nhà. Mật độ xây dựng trong giấy phép là 38,38%, ,38%. hệ số sử dụng đất 0,48, nhưng công trình hiện hữu đã chiếm gần hết diện tích khu đất. Trong tháng 4 năm 2024, cư dân xung quanh đã phát hiện sai phạm của công trình và gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân phường An Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và cơ quan chức năng Ủy ban nhân dân phường An Phú thông tin, từ ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, phường đã phối hợp với thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức 6 lần đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sai phạm, yêu cầu ngưng thi công. Tuy nhiên, ghi nhận đến ngày 22 tháng 5, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng. Ghi nhận ngày 20 tháng 5, một số hoạt động thi công bên ngoài tòa nhà vẫn diễn ra. Công trình này cũng được xây lên 5 tầng, trong khi chỉ được cấp phép xây 3 tầng. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, công trình 1 phát sinh nhiều diện tích vi phạm Phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gỗ sắt. Phần ban công diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4, xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2 và 3, phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2, tổng diện tích sai phép là hơn 1164 m2. Đến ngày 24 tháng 4, thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm xây dựng yêu cầu dừng thi công, điều chỉnh giấy phép. Ngày 3 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, phát hiện công trình vẫn thi công nên lập biên bản và tạm giữ tăng vật, phương tiện, chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai đối với chủ đầu tư. Theo chia sẻ của cư dân trong khu biệt thự Villa Riviera nằm cạnh tòa nhà sai phép, công trình này vẫn chưa dừng thi công dù đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng để khắc phục sai phạm. Dù đang thi công nhưng công trình đã hoạt động như một phim trường, âm thanh công suất lớn phát cả ngày gây ồn ào đến khu vực xung quanh. Công trình xây hệ thống nhà tạm, chỉ lắp các tấm bọc mát, không xây trường, không hạn chế được tiếng ồn và thiếu an toàn cháy nổ. Đại diện phường An Phú cho biết, trong buổi làm việc ngày 17 tháng 5 trước đó, đại diện chủ đầu tư đã cam kết ngày 30 tháng 5 mà vẫn chưa điều chỉnh được giấy phép thì sẽ tự tháo dỡ toàn bộ diện tích sai phép. Đến thời gian trên mà chủ đầu tư không tháo dỡ, phường An Phú sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức rút giấy phép xây dựng và thực hiện thủ tục buộc tháo dỡ toàn bộ công trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.